Cầu kết nối bán đảo Crimea với lục địa Nga dài 19 km là cây cầu dài nhất châu Âu. Cây cầu được khánh thành năm 2018, 4 năm sau khi bán đảo Crimea sắp nhập Nga, trở thành biểu tượng cho sự thống nhất của Crimea về Nga. Thượng nghị sĩ Nga Olga Kovetidia gọi đây là cây cầu được bảo vệ tốt nhất thế giới, với nhiều lớp phòng thủ. Bà nói, vì vậy, chúng tôi khuyên các bạn không nên nghĩ đến ý định tấn công công trình này. Tuy nhiên, cây cầu được bảo vệ tốt nhất thế giới này vừa bị đánh bom. Theo thông báo của Ủy ban chống khủng bố quốc gia Nga, Cầu Cớt đã bị hư hại do bom xe tải vào khoảng 6 giờ sáng ngày 8 tháng 10 theo giờ địa phương. Ukraine đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ việc. Ông Mikhail Intadoliad, phụ tá hàng đầu của Tổng thống Ukraine viết trên Twitter, cầu Crimea, sự khởi đầu. Mọi thứ bất hợp pháp cần phải bị phá hủy. Mọi thứ bị lấy đi cần phải được trả lại cho Ukraine. Trước đó, các quan chức Ukraine từng nhiều lần tuyên bố sẽ tấn công cầu Crimea. Hồi tháng 8, Tổng thống Zelensky đã tuyên bố chiến sự mà Nga phát động bắt đầu với Crimea và phải kết thúc với Crimea.